Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách nấu cơm tấm cấp tốc, chỉ trong 10 phút thôi là có cơm bán liền, các bạn có tin không? Có hôm nào các bạn bán đông khách đột xuất mà hết cơm bán nấu không kịp thì mình nấu theo cách này thì rất là tiện, hạt cơm chín đều và rất là ngon. Cách làm như thế nào thì bây giờ Nguyên mời các bạn xem video. Đầu tiên Nguyên giới thiệu về cái loại gạo để nấu cơm tấm. Nguyên dùng cái loại gạo này là gạo tấm Tài Nguyên. Cái loại này thì nó khô, xốp, mềm và ăn rất là ngon. Các bạn có thể pha thêm tấm dẻo vào, nhưng mà mình đừng có pha nhiều quá nha. Thông thường thì mình pha thêm khoảng 20-30% thôi. Tức là mỗi 1 kg gạo khô mình sẽ pha thêm từ 200g cho đến 300g gạo dẻo là được. Còn cái loại gạo khô này thì cứ 1 kg gạo thì Nguyên nấu với 1 kg 3 nước. Nếu mà tính bằng cup á, thì 1 cup gạo sẽ nấu với 1 cup 3 nước. Còn nếu mà cái gạo mà mình pha gạo dẻo vào á, thì mình sẽ cho ít nước lại, khoảng 1 kg 2 nước là được. Bây giờ thì mình sẽ mang gạo đi vo ha. Trước khi vo gạo thì mình phải nấu sẵn nồi nước trước. Nước này thì mình dùng để nấu cơm ha. Nguyên cho vào đây 1 muỗng cà phê đường với lại nửa muỗng cà phê muối và khoảng 5-6 lá dứa mình cho vào mình nấu cho nó thơm. Nếu mà nấu để kinh doanh thì mình có thể cho thêm bột ngọt cho nó đậm đà hơn. Nếu mà các bạn muốn cơm nó thơm béo hơn thì mình có thể pha thêm sữa tươi vào, nhưng mà mình phải trừ lại cái lượng nước nha. Để tính cái nước chính xác hơn thì các bạn vo gạo xong á, mình cho vào cái rây như vậy á, thì nó sẽ chính xác hơn, mình không cần phải đợi ha. Bây giờ thí dụ nước mà nó sôi rồi á, thì mình gấp cái lá dứa ra rồi mình cho gạo vào mình nấu luôn. Khi mình cho hết gạo vào rồi á, thì mình phải bật lửa cho thật là lớn á, để mình nấu cho nó nhanh sôi ha. Khi cho gạo vào rồi á, thì mình phải dùng đôi đũa hoặc là cây bếp á, mình khuấy cho gạo nó không có bị dính đáy. Cái lượng nước này á, nhiều khi cũng có thể dao động một chút xíu, thì cũng tùy theo cái loại gạo mới hoặc là gạo cũ đó. Và Nguyên cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu ăn, rồi mình tiếp tục mình khuấy. Cho 1 ít dầu ăn vào á, thì chút nữa mình xới cơm nó rất là dễ xới, với lại cơm á, nó không có dính vào nhau, á, nó rời từng hạt ha. Nếu mà mình nấu bằng cái nồi cơm điện thì mình nấu tới cái khoảng như vậy thì mình cho vào nồi cơm điện mình nấu được rồi nè. Còn nếu mà mình hấp á, thì mình phải nấu cho nó khô một chút xíu thì như vậy là mình mang đi hấp được rồi nè. Nãy giờ Nguyên nấu tổng cộng là 2 phút. Rồi bây giờ cái xửng hấp này Nguyên đã nấu nước trước đó rồi. Khi nước đã sôi rồi á, thì mình cho cơm vào mình hấp liền luôn. Ở trong cái nồi xửng hấp này thì Nguyên cũng có cho lá dứa nha. Do lúc nãy Nguyên quên quay lại đó. Thì các bạn cho lá dứa thì lúc mà mình nấu cái cơm nó sẽ rất là thơm. Cái xửng hấp á, thông thường cái hơi nước sẽ chảy ở xung quanh cái phần rìa. Cho nên mình cho gạo ở chính giữa thì gạo không có bị nhiễu nước, nấu sẽ không có bị nhão cơm ha. Và Nguyên cho thêm lá dứa vào, các bạn có thể cho thêm thật là nhiều ha, do Nguyên cũng vừa hết lá dứa rồi. Rồi mình đậy nắp lại, mình hấp từ 7 cho đến 10 phút. Trong quá trình hấp thì mình phải mở lửa lớn nhất có thể. Cái lò của Nguyên thì lửa rất là mạnh, cho nên mình hấp cơm rất là nhanh chín. Sau 5 phút thì mình dở nắp ra để mình xới cơm cho nó đều ha. Do gạo lúc nãy thì mình cũng đã nấu sơ rồi á, cho nên mình hấp cái thời gian nó rất là nhanh chín. Thật ra 5 phút thì nó cũng gần chín rồi đó, nhưng mà mình phải xới cho nó đều để cho nó chín hơn nữa. Cách nấu cơm này thì vừa nhanh, với lại mỗi một hạt cơm nó đều chín đều hết. Mình bán cơm cho dù mình làm đồ ăn hoặc là nước mắm ngon cỡ nào, nhưng mà nồi cơm mình nấu bị nhão hoặc là cơm bị sống thì tạo cho thực khách ăn không còn thấy ngon miệng nữa. Không biết các bạn có đồng ý với điều này không à? Nấu bằng cách này thì cơm nó không có bị sống. Sau khi mình xới cơm đều rồi thì mình đậy nắp lại rồi mình hấp thêm 2 phút nữa ha. Nếu mà lò ga của các bạn hơi yếu thì có thể thời gian sẽ tăng thêm vài phút ha. Sau 2 phút dở nắp ra thì cái mùi thơm của lá dứa rất là thơm luôn. Bây giờ cơm đã chín hoàn toàn rồi.
cơm nấu xong không hề bị nhão hoặc là bị quá khô, hạt cơm chín đều và rời rạc rất là thơm. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tối chè tài cá sấu thảy.